gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. Cause if I don't walk, then I get caught out, and I'll be falling all the way down. Chào mừng các bạn đến với bài review về một người con của đấng Eric Bailly. Eric Bailly chính là cầu thủ đầu tiên được Jose Mourinho đưa về Old Trafford khi ông tiếp quản câu lạc bộ này. Đã có rất nhiều hoài nghi về cái giá 30 triệu bảng mà Mourinho đồng ý trả cho Villarreal để đưa Eric Bailly về với MU. Xét cho cùng thì những ngày tháng tại Old Trafford, Eric Bailly cũng phần nào cho thấy được anh ta xứng đáng với cái giá 30 triệu bảng. Ở trong tựa game FIFA Online 4 lần này thì chúng ta thấy rằng Eric Bailly là một hậu vệ có xu hướng thích đánh nhau hơn là đọc tình huống. Anh ta rất xông xáo trong những tình huống phòng ngự. Và cũng chính lối chơi cục xúc quá đà này mà khiến cho Eric Bailly thường tặng cho đối thủ những quả penalty trời đất hỡi. Về thể hình thể chất thì Eric Bailly là một trung vệ khá là cao to đen hôi, anh ta cao 1m87, đen xì và có tốc độ rất cao. Nhìn trong game thì Eric Bailly khá là lực lưỡng, nếu mà đứng cạnh Virgil van Dijk thì cũng không thua kém bao nhiêu cả. Như mình vừa mới nói thì Eric Bailly nổi bật ở khoản phản ứng và tốc độ. Nếu mà so anh ta với Virgil van Dijk, một cầu thủ cũng rất tốt ở vị trí trung vệ, thì Eric Bailly có tốc độ và phản ứng cao hơn rất nhiều so với trung vệ đắt giá nhất thế giới hiện tại. Cao to nhưng không quá đồ sộ, cộng với việc tốc độ và phản ứng nhanh, khiến cho Eric Bailly là một trong những CB nhanh nhất của mùa 17. Anh ta rất ít khi để bị vặn sườn và cho dù có bị vượt qua thì cũng rất dễ dàng sử dụng tốc để có thể sửa sai cho bản thân. Nói về tranh chấp, Eric Bailly là một cầu thủ có thể nói là tranh chấp cục xúc nhất ở trong cái tựa game này. Anh ta lao vào rất nhanh mỗi khi đối phương có bóng và thường là cho đội bạn nằm sân nếu họ không chuyền bóng kịp thời. Ngoài ra thì những pha xoạc bóng của Eric Bailly cũng cho thấy một độ sát thương rất lớn. Xét về không chiến, 1m87 thì không quá cao, nhưng Eric Bailly lại có một khả năng bật nhảy cao. Cùng với đó là độ chính xác trong những pha đón bóng đánh đầu. Chính vậy mà kỹ năng chống bóng bổng của anh này mình đánh giá là rất tốt. Và đừng quên là anh ta có sự hỗ trợ bởi chỉ số ẩn đánh đầu mạnh. Vậy thì việc sở hữu Eric Bailly trong đội hình các bạn cần phải sử dụng anh ta như thế nào? Eric Bailly là một trung vệ dập điển hình trong game. Anh ta luôn luôn xông xáo, băng lên, cắt đường truyền, đánh người và tạo ra những tình huống tranh chấp trên sân cho các bạn. Chính vậy mà Eric Bailly luôn luôn cần một người có khả năng bọc lót cho anh ta. Mình xin đưa ra một vài cái tên, đó là Varane mùa 17, Chế Linh mùa 17. Tất nhiên các bạn có thể hoàn toàn sử dụng những cầu thủ xịn hơn, nhưng mình sẽ regret những cầu thủ season 17 thôi. Đấy là những cầu thủ có khả năng bọc lót tốt để có thể sửa sai cho Bailly mỗi lần anh ta lao lên. Truyền thuyết kể rằng trong FIFA thì hãy tin dùng những cầu thủ của Real Madrid hay là MU, bởi vì những cầu thủ này thì thường được búp ngầm. Và mình nghĩ rằng Eric Bailly là một cái tên như vậy. Đối với mình, Bailly thi đấu tốt hơn rất nhiều so với chỉ số in-game của anh ta. Tuy nhiên, sử dụng Eric Bailly các bạn luôn luôn phải để ý rằng Eric Bailly là một cầu thủ thích đánh nhau, thích va chạm trên sân và rất xông xáo. Chính vậy mà trong vòng cấm thì hãy cẩn thận, đừng quá lạm dụng cái kỹ năng tranh chấp của Eric Bailly trong vòng cấm mà rất dễ các bạn sẽ bị thua oan bằng một tình huống penalty trời đất hỡi đấy. Tổng kết lại thì đây là một CB rất đáng dùng và chắc chắn rồi những fan của MU thì không thể bỏ qua Eric Bailly trong đội hình. Những người không phải fan MU thì sao, cũng nên có Eric Bailly, một CB dập điển hình. Đá hay hơn chỉ số, độ ảo nhất định do là con hàng của MU. Đặc biệt là anh ta mới 24 tuổi và có khả năng tiến bộ nhiều hơn nữa, có khả năng được búp livebot hàng tuần và tăng chỉ số trong mùa giải mới. Và đó cũng là toàn bộ bài review lần này của mình về Eric Bailly, season 17, trung vệ của Manchester United. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài review lần sau.